Xin chào các bạn. Xin giới thiệu, đây là bố của mình. Hôm nay tổ chức sinh nhật bố 88 tuổi, Tây tức là 89 tuổi ta. Sinh nhật của bố được tổ chức tại nhà hàng. Nhà hàng này gọi tên là quán Quá Đã. Hôm nay tổ chức nội ngoại đầy đủ, con cháu đông vui. Đây là ông cậu của mình và chị người bà con cùng các em đang dùng. Thịt nướng rất là ngon. Các em gái và chị gái của con, cô và con của bác mình. Hàng buffet đầy đủ các loại rau cải tươi mới, rất là ngon, tha hồ lựa chọn. Bạn thấy trên bàn có lò lửa, lò than để mà nướng thịt tại chỗ. Đây là cô con gái cưng của bố nè, với lại đứa con trai đứng kế bên bố. Và đây là cô con dâu xinh đẹp. Ở bên Việt Nam mình là tổ chức sinh nhật, thấy là rất là vui. Bà con đầy đủ. Đây là cô quản gia đang đút cơm cho bố mình ăn. Ai cũng chăm chú lo nướng thịt. Thịt nướng trên bàn rất là ngon. Đây là những đứa cháu nội và cố nội của bố mình. Sinh nhật bố năm nào cũng tổ chức ngày này, đúng ngày sinh nhật của bố, và mời đầy đủ bà con hay họ, bác, cô, chú, cậu, dì, các anh chị em, các cháu đầy đủ. Ai cũng tới có mặt đông vui, và hàng xóm nữa. Đây là con trai út của bố, ngồi chung với các bạn. Đây là hai người đẹp, Hồng Anh, cô cháu gái của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là cô của mình, nhỏ trẻ hơn bố mình 3 tuổi, 85 tuổi. Đây là hai ca sĩ chính hôm nay. Đây là cháu cố nội của bố mình. Thế bố cũng vui lắm. Hôm nay ăn uống và ca hát rất là vui. Những chị cô em gái hàng xóm của mình thật là dễ thương. Là anh trai bảo con của mình, con của cậu rất là vui tính. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Cảm ơn các bạn đã xem video này.